Trong khuôn khổ hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018, WEF ASEAN 2018, sáng ngày 13 tháng 9 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã tham gia phiên thảo luận về thị trường số, cơ hội toàn cầu, với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, xu hướng số hóa hay công cuộc chuyển đổi số đang xuất hiện ở mọi lĩnh vực và ngành kinh tế, từ công nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ, từ sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hóa cho đến hạ tầng hỗ trợ như giao thông vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử tại Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ trong những năm gần đây, dự kiến vào năm 2020, 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 đô la Mỹ một người một năm doanh số thương mại điện tử B2C sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Để phát triển kinh tế số, Bộ trưởng đề xuất các nhà hoạch định chính sách ASEAN cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số không những ở cấp quốc gia mà còn cho toàn khu vực ASEAN, trong đó cần chú trọng những vấn đề như đẩy mạnh an ninh mạng và luồng dữ liệu xuyên biên giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của thương mại điện tử và tài chính di động, tăng cường tiếp cận số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số, vân vân. Tại phiên thảo luận, các diễn giả cũng chia sẻ quan điểm về một số nội dung đáng chú ý như xu hướng số hóa trong khu vực, chiến lược hợp tác giữa các công ty đa quốc gia và các công ty trong nước trong tiến trình số hóa, tiềm năng và sự sẵn sàng đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các thách thức trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng logistics trong khu vực, vân vân.